Lan Ngọc vô tư tiết lộ luôn cái kết của cô gái từ quá khứ. Cô gái từ quá khứ của hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito với thể loại tâm lý, ly kỳ và giật gân. Bộ phim xoay quanh câu chuyện đại mỹ nhân Miss Q đang ở đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ gặp Quỳnh Yên, cô em gái thất lạc 15 năm trước. Mọi sóng gió bắt đầu từ đây. Cùng sự tham gia của dàn diễn viên đình đám với Ninh Dương Ngọc, Cai Ti Nguyễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Lãnh Thanh, Lê Xuân Tiền, Ốc Thanh Vân. Mới đây trong buổi showcase cô gái từ quá khứ được diễn ra vào chiều ngày 25 tháng 7, Lan Ngọc vô tình tiết lộ cái kết của nhân vật Miss Q do cô đảm nhận thu hút nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Theo cô nàng chia sẻ thì nhân vật Miss Q cuối phim sẽ không qua khỏi vì bị tấn công bởi Quỳnh Yên, Cai Ti Nguyễn thủ vai. Miss Q trong bộ phim lần này bị đâm chết mọi người, có nghĩa là kể từ đây Ngọc không còn cơ hội để tham gia các dự án của hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito nữa, mà trong phim không chỉ có một người chết mà rất nhiều người chết, Lan Ngọc cho biết. Trong khi đó thì Cai Ti Nguyễn lập tức phản bác lại những lời chia sẻ từ Lan Ngọc. Nữ diễn viên Gen Z cho biết đừng tin những gì đàn chị chia sẻ bởi tagline phim Cô Gái Từ Quá Khứ là đừng tin lời cô ta nói. Liệu số phận của Missy có giống như những gì Lan Ngọc bày tỏ? Ngay trong buổi showcase First Look do nhà sản xuất công chiếu cũng cải cắm rất nhiều hint về chi tiết này và Miss Q đau đớn, hét lớn vì bị Quỳnh Yên tấn công. Cô Gái Từ Quá Khứ hứa hẹn là dấu ấn mới cho sự nghiệp diễn xuất của Ninh Dương Ngọc và Cai Ti Nguyễn. Tạo hình hai nhân vật lần này khác hẳn so với các vai diễn mà hai nữ diễn viên đảm nhận trước đó. Phim thuộc thể loại tâm lý, ly kỳ, giật gân, mở màn cho vũ trụ điện ảnh mỹ nhân của hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito.